Trước tình hình phức tạp liên quan đến các hoạt động phạm tội nhằm đến các tiệm kinh doanh vàng bạc, thời gian gần đây, các lực lượng của Công an thành phố Huế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác tuyên truyền để các hộ kinh doanh nâng cao tinh thần cảnh giác được chú trọng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Công an tỉnh. Tại một hiệu vàng trên đường Mai Thúc Loan, phường Thuận Thành, thành phố Huế, lực lượng công an đang tập trung hướng dẫn các biện pháp phối hợp xử lý trong trường hợp bị tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp. Đồng thời tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để cán bộ và nhân dân nhận diện, nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Trước hết là mình phải bảo quản được cho cái tài sản của mình, rồi thì mình bắt cả cái hệ thống camera quan sát, rồi là cả cái hệ thống báo động, cũng như cả cái cửa ngõ mà ra vào của gia đình mình. Rồi là bên cạnh đó là mình cũng có cái lực lượng bảo vệ. Các đối tượng gây án tại các tiệm kinh doanh vàng thường sử dụng thủ đoạn như vào giả vờ thực hiện các giao dịch mua bán vàng, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm để thực hiện các hành vi cướp hoặc cướp giật tài sản. Điển hình như vụ việc xảy ra tại tiệm vàng đường Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy và ở thị trấn Thuận An vào năm 2017 do Hồ Phan Nhật Tân, 20 tuổi, trú tại 3/7 đường Nam Giao, phường Thủy Xuân, thành phố Huế thực hiện gây án. Chúng tôi là đã phối hợp công an tất cả các phường trên địa bàn thành phố tuyên truyền sâu rộng đến các hộ kinh doanh mua bán vàng, nâng cao ý thức cảnh giác là không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án. Thứ hai là vận động quần chúng nhân dân tích cực hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Nếu như vụ việc xảy ra thì đề nghị các hộ kinh doanh mua bán vàng cần kịp thời nhanh chóng báo ngay đến cơ quan công an thành phố để chúng tôi điều tra truy xét một cách nhanh chóng. Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm lợi dụng các hộ kinh doanh vàng sẽ diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì chủ các cơ sở kinh doanh vàng, tiền tệ phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, từ phòng ngừa, lắp đặt camera an ninh, tăng cường lực lượng bảo vệ nhằm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.